Hôm nay chúng ta sẽ học bài giải bài toán cực trị bằng cách áp dụng các cái bất đẳng thức. Thì trước hết chúng ta sẽ tóm tắt lại cái phần lý thuyết, cái sơ đồ của cái phương pháp này. Thì theo định nghĩa, cái giá trị M được gọi là giá trị lớn nhất của AX với X thuộc D. Nếu chúng ta phải có hai điều sau. Thứ nhất là AX nhỏ bằng M với mọi X thuộc D. Và thứ hai là tồn tại X0 thuộc D sao cho AX0 là bằng M. Thì chính từ cái định nghĩa này chúng ta đưa ra cái sơ đồ để giải bài toán cực trị tìm giá trị lớn nhất bằng bất đẳng thức. Cụ thể là ta sẽ dùng bất đẳng thức để chứng minh cái biểu thức mà chúng ta đang quan tâm sẽ nhỏ bằng M với mọi X thuộc D. Và thứ hai là chúng ta chỉ ra cái sự tồn tại của x0 sao cho là ax0 này bằng m. Thì trong cái việc chứng minh cái này chúng ta sẽ dùng các cái bất đẳng thức quen thuộc như là bất đẳng thức Cauchy, bất đẳng thức Bunyakovsky. Và trong việc tìm cái này thì khi mà áp dụng các bất đẳng thức đó chúng ta phải quan tâm đến điều kiện xảy ra dấu bằng và giải các cái điều kiện xảy ra dấu bằng chúng ta tìm được cái thằng x0 này. Thì đây là cái sơ đồ để đi tìm giá trị lớn nhất, nhưng mà cái sơ đồ tương tự như vậy thì cũng có thể áp dụng được cho tương tự đối với giá trị nhỏ nhất. Và ở đây thì chúng ta viết là AX, tức là chúng ta đang hàm ý là một biến, nhưng mà trong nhiều bài toán thì chúng ta có thể hiểu là x này có thể thay thế bởi nhiều biến số là như vậy. Chúng ta đây là cái bài toán có thể là có nhiều biến số chứ không nhất thiết là cái bài toán một biến. Thì để mà hiểu rõ hơn về cái phương pháp này, cái cách áp dụng như thế nào, chúng ta sẽ xem xét một số các ví dụ. Chúng ta bắt đầu với ví dụ 1. Đây là đề thi đại học khối B năm 2007. Cho x, phẩy y, phẩy z là ba số thực dương thay đổi, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng x nhân x trên 2 cộng 1 trên y z cộng y nhân với y trên 2 cộng 1 trên zx cộng z nhân với z trên 2 cộng 1 trên xy. Thì chúng ta phân tích ở đây các cái biểu thức này nhân ra là sẽ là x bình phương trên 2 cộng với x trên y z. Tương tự như vậy, y bình phương trên 2 cộng với 1 trên z y trên zx và y z bình phương trên 2 cộng với z trên xy. Thì đây là các cái biểu thức không đồng bậc, có những cái biểu thức bậc 2 và những biểu thức bậc trừ 1. Thì một trong những cái bất đẳng thức mà có thể làm việc với các cái bất đẳng thức với các biểu thức không đồng bậc như vậy chính là bất đẳng thức Cauchy. Chúng ta có thể thực hiện các cái bất đẳng thức Cauchy với các cái này để tạo ra các cái biểu thức có bậc không. Bậc không tức là mới so sánh với, vì chúng ta tìm giá trị nhỏ nhất tức là tìm một cái hằng số mà cái biểu thức này luôn luôn lớn hơn bậc. Như vậy chúng ta phải tìm cách đưa về cái bậc không đó. Thì trước hết chúng ta phân tích cái biểu thức đầu tiên này thì
thì x nhân với x trên 2 cộng với 1 trên yz. Thì nếu chúng ta nhân ra thì ra là bằng x bình phương trên 2 cộng với x trên yz. Nếu chúng ta áp dụng bất đồng thức Cauchy trực tiếp cho hai cái số này thì chúng ta sẽ được một cái biểu thức, lúc đấy là biểu thức cái này là bậc 2 nhân với một biểu thức bậc trừ 1 thì nhân nhau ra biểu thức bậc nhất và thay căn là ra 1/2. Như vậy chưa đạt được cái yêu cầu mà chúng ta là biểu thức bậc 0. Như vậy chúng ta phải tách cái này ra làm 2 để thành hai cái biểu thức bậc trừ 1 nhân với một biểu thức bậc 2 nên ra biểu thức bậc 0. Thì với cái suy nghĩ như vậy chúng ta sẽ tách cái này ra thành 2, thành x bình phương trên 2 cộng với x trên 2 yz cộng với x trên 2 yz. Đến đây chúng ta mới áp dụng bất đẳng thức Cauchy. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba cái đại lượng này. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy. Cho ba số. X bình trên 2. X trên 2 yz. X trên 2 yz. Ta có là sẽ lớn hơn bằng 3 lần căn bậc 3 của ba cái tích này. Tích của ba cái này. Như vậy nó sẽ ra là x mũ 4 trên 8 y bình z bình. Và rút gọn lại là thành 3/2 căn bậc 3 của x mũ 4 trên y bình z bình. Thì ở đây chúng ta đạt được cái mục tiêu là đánh giá được ba cái biểu thức này thông qua một cái biểu thức bậc 0. Tuy nhiên nó chưa phải là hằng số. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta còn có hai cái bất đẳng thức tương tự như vậy ở đây, và chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ ngay là tích của các cái biểu thức đó sẽ là không đổi, và chúng ta thấy đường lối là chúng ta sẽ áp dụng thêm một lần nữa cái bất đẳng thức Cauchy. Thì trước hết chúng ta sẽ viết thêm hai cái bất đẳng thức tương tự như vậy nữa. Và cái bất đẳng thức đấy thì chúng ta có thể chỉ ghi cái đầu và cái cuối thôi. Như vậy tương tự. Chúng ta sẽ có cái thứ hai là y nhân với y trên 2 cộng với 1 trên zx sẽ lớn bằng, hoàn toàn giống như vậy nhưng mà chúng ta đảo các cái biến lại, 3/2 căn bậc 3 của trên sẽ là y mũ 4 trên z bình x bình, đánh số là 2, và z với z trên 2 cộng với 1 trên xy sẽ lớn bằng 3/2 căn bậc 3 của z mũ 4 trên x bình y bình. Bây giờ chúng ta cộng 1, 2, 3 lại. Vế theo vế. Đã được.
Vế trái của chúng ta chính là cái biểu thức P. Còn vế phải thì nó sẽ là một cái biểu thức mà tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá được bằng bất đẳng thức. Tiếp tục một lần nữa bất đẳng thức Cauchy. Ở đây chúng ta có thể áp dụng thẳng cái bất đẳng thức Cauchy ở đây, bởi vì ba cái căn này nhân với nhau sẽ bằng 1, vậy cái này đơn giản là sẽ lớn bằng 3. Ta có thể làm luôn, lớn bằng 3/2 nhân với 3. Căn bậc 3 của một cái tích của các cái đại lượng này. Và cái này thì bằng hằng số bằng 1. Như vậy cái này là bằng 9/2. Đến đây chúng ta đã làm được một nửa, tức là đã chứng minh được là P là lớn bằng 9/2 với mọi x, y, z dương. Tuy nhiên bài toán tìm giá trị nhỏ nhất thì không dừng lại ở đó, mà chúng ta phải chỉ ra được cái điều kiện xảy ra dấu bằng. Thì ở đây chúng ta áp dụng bất đẳng thức Cauchy 3 lần. Ở số 1 này, số 2, số 3 và chỗ này. Thì cái điều kiện xảy ra dấu bằng ở đó là các cái biến mà chúng ta thực hiện bất đẳng thức Cauchy phải bằng nhau. Như vậy dấu bằng xảy ra cái bất đẳng thức này là chúng ta do ba cái kia cộng lại. Như vậy tất cả cái dấu bằng ở đó phải xảy ra, và bất đẳng thức cuối cùng này phải xảy ra nữa. Như vậy chúng ta phải có là khi và chỉ khi ta viết cái hệ đó ra. Ở đây là x bình trên 2 bằng x trên 2 yz, y bình trên 2 bằng y trên 2 zx, z bình trên 2 bằng z trên 2 xy. Và cuối cùng ở cái chỗ cuối này thì là những cái bên trong này phải bằng nhau nữa. Cái căn bằng nhau, nhưng mà ta có thể viết là bằng những cái bên trong bằng nhau. Như vậy là x4 trên y bình z bình bằng y4 trên z bình x bình bằng z4 trên x bình y bình. Thì từ cái cuối này chúng ta cũng thấy dễ nhẩm ra được là x phải bằng y bằng z, và thay vào cái đầu tiên này chúng ta sẽ ra là x phải bằng 1. Như vậy chúng ta có thể giải nhanh ra là tương đương với x bằng y bằng 1 bằng z bằng 1. Cái điều quan trọng của cái việc này là ta chỉ cần tìm ra một cái bộ để cho nó bằng thôi, chứ không nhất thiết là phải tìm hết. Do đó ở đây chúng ta chỉ cần chỉ ra là dấu bằng xảy ra khi x bằng y bằng z bằng 1 là được. Còn đôi khi giải cái hệ này đôi khi nó cũng rối rắm, mà chúng ta chỉ cần chỉ ra là được. Nhưng mà chắc chắn là cái việc chỉ ra đó cũng phải là liên quan đến cái việc chúng ta xem xét cái hệ này. Như vậy chúng ta đã có thể kết luận được rồi. Vậy
giá trị nhỏ nhất. Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 9/2. Chúng ta có thể mở ngoặc để nói rõ hơn một chút là đạt được khi x bằng y bằng z bằng 1. Như vậy chúng ta đã giải xong cái ví dụ thứ nhất, và trong cái bài này chúng ta đã áp dụng bất thức Cauchy một cách tích hợp để giải cái bài toán cực trị. Ta xem xét cái ví dụ thứ hai. Đây là đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2003. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng x cộng căn 4 trừ x bình phương. Thì nhìn vào cái hàm số và cái biểu thức này, chúng ta sẽ thấy một điều là cái tổng bình phương của hai cái đại lượng này là một số không đồng. X bình phương cộng với 4 trừ x bình phương là bằng 4, nó không đồng. Thì những cái bài toán như vậy, những cái biểu thức như vậy thì nó sẽ rất là thuận lợi cho việc áp dụng cái bất đẳng thức Bunyakovsky, cụ thể là cái bất đẳng thức chúng ta nhắc lại cái bất đẳng thức Bunyakovsky đó, cho trường hợp hai số mà đơn giản nhất là cho trường hợp hai số là A bình cộng B bình nhân với C bình cộng D bình thì lớn bằng AC cộng với BD tất cả bình phương. Và nếu mà áp dụng cái bất đẳng thức này cho A là bằng B là bằng 1 thì chúng ta sẽ có cái bất đẳng thức là C bình cộng D bình hai lần sẽ lớn bằng C cộng D tất cả. Thì chính là để áp dụng vào cái bất đẳng thức này. Thì dấu bằng xảy ra trong cái bất đẳng thức này khi và chỉ khi là C bằng D. Thì đây là cái nhắc lại cái bất đẳng thức Bunyakovsky. Bây giờ ta áp dụng vào cái bài toán này. Thì trước hết chúng ta có cái điều kiện cái miền xác định của hàm số, miền xác định. Cái điều này luôn luôn là cần thiết khi giải các bài toán hàm số có chứa căn, có chứa phân thức, sẽ là phải có chữ x lớn bằng trừ 2 nhỏ bằng 2. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bất đẳng thức, áp dụng bất đẳng thức này đây là A cộng B tất cả bình phương nhỏ không bằng 2 lần A bình cộng B bình cho A là bằng x, B là bằng căn của 4 trừ x bình phương. Ta có x cộng căn của 4 trừ x bình phương sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần x bình phương cộng với 4 trừ x bình phương. Và như lúc nãy chúng ta đã nhận xét là cái này là bằng 4 không đồng. Như vậy cái này chúng ta sẽ có một cái bình phương. Như vậy sẽ suy ra được ngay là x cộng với 4 trừ x bình phương sẽ nhỏ bằng căn của 8 là 2 căn 2 và lớn bằng
trừ 2 căn 2. Như vậy chúng ta có thể nghĩ rằng là 2 căn 2 là giá trị lớn nhất và trừ 2 căn 2 là giá trị nhỏ nhất. Nhưng chúng ta lưu ý đấy mới là một nửa cái vấn đề thôi. Vấn đề tiếp theo là chúng ta phải chỉ ra các cái giá trị x để cho nó có dấu bằng xảy ra. Chúng ta đã có đánh giá rồi nhưng mà đấy chưa phải là chưa cho phép chúng ta kết luận. Thì ở đây chúng ta có hai cái đánh giá. Thứ nhất là chỗ cái bất đẳng thức chỗ này, và thứ hai là từ đây chuyển sang đây. Thì chúng ta thử xem là cái điều kiện xảy ra dấu bằng như thế nào. Thì chúng ta đánh giá đánh dấu chỗ này là số 1, chỗ này là số 2. Thì điều kiện xảy ra dấu bằng ở 1 là hai cái này bằng nhau. Và giải ra thì ta được là ra được là x bình phương bằng 4 chữ x bình phương là x sẽ bằng căn 2. Như vậy. Tại vì cái này là căn nên là chỉ có một giá trị là căn 2 thôi. Còn trừ căn 2 lại không được nhận. Như vậy là khi là x bằng căn 2 thôi. Mà x bằng căn 2 thì cái này nó dấu bằng nó xảy ra ở đây thôi, còn cái chỗ này lại không xảy ra dấu bằng. Như vậy với x bằng căn 2 thì dấu bằng ở cái bất đẳng thức 2 này, ở bên tay phải của bất đẳng thức 2 dấu bằng xảy ra ở vế phải, đúng không? Cái vế phải của cái bất đẳng thức 2. Ở đây có hai vế, vế này vế trái, vế này vế phải. Như vậy cái chỗ này là không có xảy ra dấu bằng. Chúng ta chỉ kết luận được rằng là giá trị lớn nhất là bằng 2 căn 2, đạt được khi x bằng căn 2 thôi. Như vậy ta kết luận, ta có thể kết luận là giá trị lớn nhất của y là bằng 2 căn 2 đạt được khi x bằng căn 2. Nhưng với giá trị nhỏ nhất thì chúng ta không thể nào nói cái này được. Đây là cái cũng là cái điều mà các bạn thí sinh cần chú ý, là không phải lúc nào chúng ta có một cái đánh giá xong là chúng ta có thể kết luận ngay được là cái này là giá trị nhỏ nhất. Chúng ta phải chỉ ra dấu bằng. Mà muốn như vậy chúng ta phải nghiên cứu cái điều kiện xảy ra dấu bằng ở các cái chỗ mà chúng ta đánh giá. Thì chỗ này chúng ta đánh giá là hóa ra dấu bằng nó chỉ xảy ra được khi x bằng căn 2 thôi. Mà khi x bằng căn 2 thì nó chỉ đúng ở cái vế này thôi, bằng ở cái vế này thôi, còn không bằng cái vế kia. Khi x bằng căn 2 thì... Như vậy, chúng ta ở đây với cái giá trị nhỏ nhất thì không áp dụng được cái sơ đồ này. Thì ở đây chúng ta để ý một chút thì cái lời giải của cái phần giá trị nhỏ nhất nó hơi khác một chút, nhưng mà nó cũng dựa vào các cái đánh giá rất là hiển nhiên. Như vậy ta đã tìm được cái giá trị lớn nhất rồi. Bây giờ để tìm giá trị nhỏ nhất, ta tiếp tục ta tìm giá trị nhỏ nhất. Để tìm giá trị nhỏ nhất thì ta để ý rằng theo cái điều kiện là x của chúng ta là lớn bằng trừ 2 do cái miền xác định của cái hàm số, và căn của 4 trừ x bình phương thì do nó là căn mà, nên nó luôn luôn lớn bằng 0.
Từ đấy cộng hai cái này lại. Sẽ luôn luôn lớn bằng trừ 2 cộng với 0 là bằng trừ 2. Cái đánh giá thì rất là đơn giản, từng cái một đánh giá dựa vào một cái nhận xét rất là hiển nhiên từ cái miền xác định cũng như là cái giá trị của cái căn thức thôi. Nhưng mà quan trọng là dấu bằng nó xảy ra được, bởi vì khi x bằng trừ 2 và cái này thì bằng 0, đúng không ạ? Dấu bằng xảy ra. Khi x bằng trừ 2 và căn của 4 chữ x bình phương bằng 0. Quan trọng là hai cái này đồng thời có thể xảy ra được, là khi và chỉ khi là x bằng trừ 2. Vậy rõ ràng là y lớn bằng trừ 2 và dấu bằng nó xảy ra được, tức là trừ 2 chính là giá trị nhỏ nhất. Vậy giá trị nhỏ nhất của y là trừ 2, đạt được khi x bằng trừ 2. Hóa ra là cái phần giá trị nhỏ nhất lại rất là đơn giản, nhưng chính cái sự đơn giản này nó lại là cái điểm khó. Chúng ta rất là dễ bị sa vào cái bẫy là giá trị nhỏ nhất là trừ 2 căn 2. Đó. Thì với cái lời giải này chúng ta có thể tóm tắt lại là đáp số là vậy, giá trị lớn nhất của y là 2 căn 2, đạt được khi x bằng căn 2, và giá trị nhỏ nhất là trừ 2, đạt được khi x bằng trừ 2. Thì cũng lưu ý là với cái bài toán này thì ngoại trừ cái phương pháp dùng bất đẳng thức như chúng ta vừa trình bày, thì chúng ta cũng có thể dùng một phương pháp khác cũng rất hiệu quả, đó là sử dụng phương pháp khảo sát hàm số. Chúng ta tiếp tục với ví dụ thứ ba. Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện x cộng y cộng z nhỏ bằng 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng x cộng y cộng z cộng 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z. Thì trước khi đi vào cái lời giải của bài toán này, chúng ta sẽ phân tích sơ bộ cái hướng đi. Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta rất là dễ nhận thấy là sự xuất hiện của các cái cặp x 1 trên x, y 1 trên y, z 1 trên z. Một cái hành động rất là tự nhiên là chúng ta sẽ dùng bất đẳng thức Cauchy cho các cái cặp số đó. Thì nếu như áp dụng như vậy, chúng ta sẽ thấy là x cộng 1 trên x tất nhiên là sẽ lớn bằng 2, y cộng 1 trên y sẽ lớn bằng 2 và z cộng 1 trên z sẽ lớn bằng 2. Như vậy biểu thức P của chúng ta sẽ lớn bằng 6. Có vẻ như là bài toán đã giải xong và rất là đơn giản. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại là cái điều kiện xảy ra dấu bằng. Muốn cái x cộng 1 trên x lớn bằng 2 là xảy ra dấu bằng thì x phải bằng 1 trên x, và điều này chỉ có thể xảy ra khi là x bằng 1 thôi. Như vậy lúc mà muốn cả ba cái bất đẳng thức đó xảy ra dấu bằng thì x phải bằng y bằng z bằng 1 thì nó sẽ vi phạm ngay cái điều kiện. Và đó là cái sai lầm mà chúng ta rất là dễ gặp phải. Thì trong thực tế thì cái biểu thức này giá trị nhỏ nhất của nó không phải là bằng 6 mà sẽ là một cái giá trị khác. Chúng ta cũng sẽ làm bằng cái phương pháp giống như vậy. Tuy nhiên trước hết là chúng ta sẽ tìm cách đánh giá cái này thông qua cái tổng này, bởi vì cái tổng này là cái biến số chính trong cái bài toán này. Và chúng ta sẽ dùng một cái bất đẳng thức quen thuộc để đánh giá cái này, cụ thể là bất đẳng thức 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z lớn bằng 9 trên x cộng y cộng z.
Tuy nhiên cái bất ẩn thức đó thì cũng không phải là cái bất ẩn thức được sử dụng một cách tự động, tức là chúng ta phải chứng minh rồi mới áp dụng, mà đấy là một cái bất ẩn thức khá quen thuộc. Như vậy chúng ta sẽ có được cái đại lượng đó, và tiếp theo thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh một chút trước khi áp dụng cái bất ẩn thức Cauchy để có thể đạt được cái dấu bằng, để đánh giá được P nhưng mà phải tìm ra được cái điều kiện dấu bằng. Thì sau đây chúng ta sẽ đi vào cái lời giải. Thì trước hết ta chứng minh cái bất ẩn thức phụ trợ. Là 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z sẽ lớn bằng 9 trên x cộng y cộng z. Cái bất ẩn thức này chúng ta sẽ dùng để đánh giá cái biểu thức này, và cuối cùng cái P sẽ chuyển sang thành cái một hàm số theo cái tổng x cộng y cộng z thôi. Thì thật vậy, ta có là theo cái bất ẩn thức Cauchy, thì 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z thì lớn bằng 3 căn bậc 3 của 1 trên x, y, z. Còn x cộng y cộng z cũng lớn hơn bằng 3 căn bậc 3 của x, y, z. Đây là hai bất ẩn thức dương, như vậy có thể nhân vế theo vế được. Nhân hai bất ẩn thức này vế theo vế, ta được bất ẩn thức 1. Như vậy chúng ta giống như là chúng ta chứng minh một cái bài toán phụ trợ ở trước là áp dụng vào cái bài này. Áp dụng vào, bây giờ ta có áp dụng bất ẩn thức 1, ta có ta quay trở lại bài toán rồi đó. Như vậy P sẽ bằng x cộng y cộng z cộng 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z này sẽ lớn hơn bằng x cộng y cộng z cộng với 9 chia cho x cộng y cộng z. Cái sự khác biệt bây giờ nó là rất là rõ, là trước đây chúng ta có các cái biến số x cộng 1 trên x, y cộng 1 trên y, z cộng 1 trên z. Còn bây giờ chúng ta có một cái biến x cộng y cộng z trên 9 trên x cộng y cộng z thôi. Đến đây tiếp tục, nếu chúng ta áp dụng bất ẩn thức Cauchy ở đây cho hai cái số này, bởi vì tích nó bằng 9 không đổi, rõ ràng là rất là thuận lợi cho Cauchy. Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng vào như thế thì dấu bằng nó xảy ra khi x cộng y cộng z bằng 9 trên x cộng y cộng z, tức là khi x cộng y cộng z bằng 3. Nhưng mà cái điều kiện ở trên kia thì nó không cho phép như vậy. Thì chỗ này chúng ta sẽ phải có một cái điều chỉnh một chút, là chúng ta phải tách cái thành phần, cái đại lượng này ra thành hai thành phần. Cái thành phần, một thành phần ta áp dụng với cái này, mà làm sao cho dấu bằng nó xảy ra được. Và cái dấu bằng xảy ra chúng ta sẽ dự đoán là khi x cộng y cộng z bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ tách cái đại lượng ra thành hai thành phần, bằng x cộng y cộng z cộng với 1 trên x cộng y cộng z thôi. Rồi cái này thì là 8 trên x cộng y cộng z.
Thì cái đại lượng này ta dùng bất đẳng thức Cauchy sẽ lớn bằng 2. Còn đại lượng này vì x cộng y cộng z nhỏ bằng 1 nên chắc chắn sẽ lớn hơn bằng 8. Và dấu quan trọng là dấu bằng xảy ra được khi x cộng y cộng z này bằng 1. Đó. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy. Cho hai số ra được. Lớn bằng 2. Và áp dụng cái điều kiện đề bài. Từ 2 và 3 là sẽ suy ra là dấu bằng xảy ra khi rõ ràng là ta qua hai cái chỗ này thì đều là x cộng y cộng z bằng 1. Và chúng ta lưu ý rằng trong quá trình đánh giá thì chúng ta còn có một cái đánh giá chỗ này nữa. Và cái đánh giá chỗ đó thì x bằng y bằng z. Như vậy kết hợp hai cái điều kiện này lại, chúng ta sẽ thấy rằng là giá trị nhỏ nhất của P chính là bằng 10 và đạt được khi x bằng y bằng z bằng 1/3. Kết luận. Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 10 đạt được khi x bằng y bằng z bằng 1/3. Đó. Như vậy chúng ta đã phân tích được cái lời giải bài toán này. Chúng ta thấy là trong quá trình giải chúng ta có thể gặp những cái sai lầm nếu như chúng ta không để ý đến cái điều kiện xảy ra dấu bằng. Vì trong cái bài toán sử dụng bất đẳng thức để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất thì cái điều kiện xảy ra dấu bằng là rất quan trọng. Và trong cái câu kết luận thì thông thường cũng người ta cũng đưa cái điều này. Cái điều này không chỉ là cho cái bài toán nó trọn vẹn, mà bản thân đối với người giải bài toán này, đây cũng là cái để chúng ta kiểm tra lại xem thực sự cái lời giải chúng ta đã hoàn chỉnh chưa. Bởi vì nếu chúng ta chưa nhìn thấy cái điểm mà nó xảy ra dấu bằng thì chúng ta đừng có vội kết luận là đó là giá trị lớn nhất hay là giá trị nhỏ nhất. Như vậy chúng ta đã xem qua các cái ví dụ để minh họa cho cái phương pháp áp dụng bất đẳng thức để tìm cái cực trị của biểu thức. Ở trong cái phương pháp này chúng ta lưu ý là nó có hai cái vế. Thứ nhất là đánh giá cái biểu thức nhỏ hơn hoặc bằng hay lớn hoặc bằng một cái hằng số. Và cái điều thứ hai rất là quan trọng đó là chỉ ra cái điều kiện xảy ra dấu bằng. Thì để mà làm được điều này thì chúng ta phải hiểu rõ các cái điều kiện xảy ra dấu bằng ở các cái bất đẳng thức cơ bản như là bất đẳng thức Cauchy và bất đẳng thức Bunyakovsky, và không
bao giờ được quên rằng khi chúng ta đánh giá xong là chúng ta phải tìm cái giá trị của các cái biến số để cho cái dấu bằng nó xảy ra.